Bích Phượng xin kính chào quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đến với chương trình Cuộc Sống Đa Diện. Ngày hôm nay thì Bích Phượng xin mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi với hai em đại diện cho sinh viên công giáo. Và chúng tôi sẽ nói về Thanksgiving Feast for the Less Fortunate. Đây là chương trình hàng năm và năm nay cũng như thường lệ thì sẽ được tổ chức vào ngày thứ sáu Black Friday, tức là 12 giờ trưa ngày 24 đầy tháng 11 tại St. Anselm Episcopal Church ở trên đường Garden Road và đường Gavé. Thì chúng tôi xin mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện sau đây để tìm hiểu thêm chi tiết. Cô Bích Phượng mến chào em ngồi giữa, tức là em Sơn Nguyễn. Dạ, con chào cô Bích Phượng. Thì em tên là Nguyễn Nam Sơn. Thì em là một thành viên của hội sinh viên công giáo, còn được gọi là VCSA. Hello Thảo Hiền. Dạ, con chào cô Bích Phượng và chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV. Con tên là Thảo Hiền và hiện tại con là ban chấp hành của sinh viên công giáo Việt Nam. Cô gặp Thảo Hiền rồi, nhưng mà Sơn, Nam Sơn thì ngày hôm nay cô mới gặp. Thì em mới gia nhập sinh viên công giáo hay sao vậy? Dạ, thì em mới vừa gia nhập vào tháng 6 vừa rồi thôi. Và hiện tại em đang là thực tập viên cho ban chấp hành của hội sinh viên công giáo. À, thực tập viên cho nên mặc áo màu tím. Dạ, đúng rồi. Cô nhớ điều đó. Và khi mà mình trong ban chấp hành thì mặc áo màu đỏ. Dạ vâng, dạ đúng rồi. Sinh viên công giáo sinh hoạt thì dưới sự điều hành của hai linh mục, đó là cha Bill và cha Kiệt, phải không? Thì trước hết chắc là cô nhờ Sơn giới thiệu sơ qua về hội sinh viên công giáo. Dạ, hội sinh viên công giáo được thành lập vào năm 1998 trong khuôn viên đại học Cal State Fullerton. Thì hội sinh viên công giáo chúng con có 3 tiêu chí chính, đó là phát triển đời sống đức tin, cùng nhau giúp đỡ học việc học tập và cùng nhau làm việc bác ái. Trên 3 tiêu chí chính đó, chúng con có tổ chức những chương trình trong năm như là các công tác thiện nguyện, lễ tạ ơn dành cho những người kém may mắn và đi thăm viếng các cụ già ở những viện dưỡng lão. Và tổ chức những buổi nấu ăn dành cho những người vô gia cư hàng tháng. Và tiếp theo đó chúng con cũng có tổ chức những chương trình tĩnh tâm và chia sẻ về đời sống đức tin, cũng như là thánh lễ Tết và lễ bổn mạng. Và ngoài ra không kém phần quan trọng, đó là đại nhạc hội mùa hè hướng các học trò của chúng con sẽ được tổ chức vào mùa hè, được tổ chức để gây quỹ cho các chương trình của hội trong năm, cũng như là gây quỹ cho các quỹ học bổng của hội trong nước và ngoài nước. Thì các thành viên của hội sinh viên công giáo chúng con bao gồm những sinh viên đến từ các trường đại học và cao đẳng ở khắp quận Cam. Và đặc biệt, hội chúng con có các chi nhánh tại các trường như là trường Oregon Coast College, trường Santa Ana College và trường Golden West College. Wow. Cô được biết là năm nay là năm thứ 25 mình tổ chức sinh hoạt về những cái vấn đề mà xã hội từ thiện, phải không? Thảo Hiền có thể cho cô biết về cái buổi tổ chức sắp tới, tức là cái buổi mà mình tổ chức Thanksgiving Feast á. Dạ vâng, dạ cảm ơn cô. Thì chương trình Thanksgiving Feast lần này là lần đầu tiên được tổ chức là vào ngày năm 1999, và tới năm nay thì đã được 25 năm. Về ngày giờ và địa điểm của chương trình năm nay sẽ là vào ngày thứ 6, ngày 24 tháng 11 năm 2023 tại nhà thờ St. Anselm, địa chỉ là 13091 đường Galway Street, Garden Grove, California 92842. Thì nói đến lễ tạ ơn, có lẽ là các em cũng đã hiểu sơ sơ rồi, nhưng mà nếu mà có những người bạn trẻ hơn các em mà muốn hiểu ý nghĩa của lễ tạ ơn thì chắc là cô mời Nam Sơn giải thích. Dạ, thì ngày lễ tạ ơn là một ngày lễ rất là quan trọng ở Hoa Kỳ. Đó là ngày lễ dành cho các thành viên trong gia đình được sum họp và quây quần bên nhau. Thì ngày lễ tạ ơn theo con biết á, thì lịch sử của nó đó là vào khoảng thế kỷ 17, một nhóm người Anh di cư sang vùng đất mà bây giờ mình gọi là Hoa Kỳ. Rồi thì họ lúc đó họ không biết cách để sinh tồn ở vùng đất này. Thì khi đó có một nhóm người da đỏ đã giúp họ để sinh tồn bằng cách là cho thức ăn, cho đất canh tác và chỉ cách sinh tồn ở vùng đất hoang này. Rồi khi mà những người di cư đó đã có thể mà tự lực cánh sinh rồi á, thì họ đã tổ chức một buổi lễ tạ ơn Chúa Trời. Và họ có mời những người da đỏ tới để cùng chung vui. Rồi sau này hàng năm những người Mỹ bây giờ họ sẽ tổ chức ngày lễ tạ ơn để tạ ơn những gì đến cho những gì tốt đẹp đến tới cuộc sống. Có lẽ đó là lý do mà các cha Bill, cha Kiệt cũng như các em muốn hướng chương trình cũng mang cái tính chất ý nghĩa như vậy. Mời Thảo Hiền. Dạ vâng, dạ thì cũng giống như cô nói là giống như những người dân di cư ở Anh, thì hội sinh viên công giáo toàn bộ cái chương trình này như là một lời tạ ơn đến với Thiên Chúa, một lời tri ân đến đất nước Hoa Kỳ đã luôn cưu mang, đã luôn giúp đỡ chúng ta. Và đây cũng là một cái cơ hội để cho hội sinh viên công giáo có thể giúp đỡ lại những người kém may mắn hơn mình, những người vô gia cư, có thể mang lại cho họ một cái bữa ăn
Thanksgiving thật là đầm ấm, thật là vui vẻ, cũng như là cho họ được trải nghiệm được món gà tây cổ truyền trong cái mùa này. Và đây cũng là một cái cơ hội để cho các ban ngành, các đoàn thể, các bạn trẻ có thể cùng tham gia với chúng con để có thể giúp cho những người kém may mắn và có một cái một mùa lễ thật là có giá trị hơn và có một cái mùa lễ thật là đầm ấm hơn. Thì cô biết là Nam Sơn mới gia nhập hội không lâu, yeah. Nhưng mà chắc là đã theo dõi những sinh hoạt của hội cũng như là đã nghe các bạn chia sẻ rồi, yeah. Thì năm nay có những sự khó khăn rồi có cái sự khác biệt nào so với những lần tổ chức trước? Dạ, mỗi năm hội CV Công giáo đều cố gắng đưa những ý tưởng mới vào các chương trình của hội. Thì năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Thì năm nay hội chúng con đã thay đổi những món ăn khác liên quan đến gà tây và khác với năm ngoái. Ngoài ra thì thay vì là chúng con nhờ các anh chị cụ thành viên giúp đỡ về khâu nấu ăn, thì năm nay chúng con sẽ tự, những thành viên đang tham gia trong hội sẽ tự nấu ăn cho các những người vô dịch, cho những người kém may mắn. Dạ. Wow. Thì năm ngoái chúng con chỉ có 250 phần ăn thôi, mà năm nay chúng con đã tăng lên 300 phần ăn. 300? Dạ, 300 lần để mà chuẩn bị nguyên vật liệu như vậy và chuẩn bị một phần ăn lớn như vậy á, thì các thành viên của chúng con trong bản thuật của chúng con gặp rất nhiều khó khăn và thử thách. Dạ, thì ngoài các khó khăn đó ra thì chúng con còn những khó khăn khác. Đó là những thay đổi trong xã hội và những thay đổi trong cách tổ chức các sự kiện giúp đỡ những người kém may mắn. Thì các khó khăn đó có thể kể đến như là số lượng người vô gia cư ở quận Cam rất là đông, nhưng mà họ không tập trung tại một chỗ mà họ rải rác ở khắp mọi nơi. Khó khăn thứ hai đó là một số tổ chức từ thiện đã từng giúp đỡ họ đã không còn hoạt động nữa, và các chương trình giúp đỡ những người vô gia cư đã ngừng hoạt động. Và khó khăn thứ ba đó là giá cả hiện tại cũng đang rất là cao, gọi là vật giá leo thang. Dạ, đúng rồi, vật giá leo thang. Những cái khó khăn này thì một người không thể nào mà giải quyết được, cũng như là một người không thể nào chuẩn bị cho nó chu đáo được, phải có một teamwork, đúng không? Dạ. Thì các em sinh viên là một cái team rất là mạnh và yêu thương lẫn nhau. Thì chắc là Thảo Hiền đại diện cho các bạn có thể cho cô biết những công đoạn chuẩn bị như thế nào. Dạ vâng, dạ thì trước event thì ban chấp hành của hội sinh viên Công giáo sẽ giống như là tìm kiếm và phân bố các địa điểm tổ chức, cũng như là lên các đài chương trình truyền thông để có thể quảng bá chương trình và kiếm cách để có thể phát những cái tờ rơi đến cho những người kém may mắn, những người vô gia cư để thông báo về chương trình của chúng con, cũng như là chuẩn bị thức ăn, chuẩn bị các phần quà và chuẩn bị các chương trình ca nhạc. Và đồng thời chúng con cũng sẽ kêu gọi sự giúp đỡ từ các vị ân nhân, các nhà hảo tâm để có thể giúp đỡ cho chúng con từ vật chất đến tinh thần trên những cái chương trình này. Còn trong ngày event thì chúng con sẽ hướng dẫn khách đến cái địa điểm tổ chức, cũng như là phục vụ về thức ăn và phát quà cho các vị khách, và cũng như là phục vụ các chương trình âm nhạc cho khách luôn. Quý khán thính giả đang theo dõi buổi nói chuyện của Bích Phượng với hai em sinh viên đại diện cho nhóm sinh viên Công giáo, nói về buổi sinh hoạt sắp tới rất là có ý nghĩa, đó là giúp cho những người kém may mắn. Thanksgiving Feast for the Less Fortunate vào ngày 24 tây tháng 11 ở ngay chỗ nhà thờ Saint Anselm. Bên cạnh cái việc mà Thảo Hiền vừa trình bày thì em có những cái phân ngành gì nữa? Dạ thì các phân ngành mà trong hội nhóm tụi con có, thì đầu tiên đó là phân ngành giải trí. Thì tụi con sẽ tổ chức những chương trình giải trí như là ca hát nè, múa nè cho các vị khách mà tới tham gia chương trình của chúng con. Tiếp theo đó là truyền thông. Thì phân ngành truyền thông chúng con sẽ đi tới các đài trên các đài truyền thông để mà quảng bá cái chương trình chúng con, như là Đài Việt Xoay TV bây giờ. Về phân ngành kỹ thuật thì họ sẽ lo về phần âm thanh, ánh sáng và sân khấu cho các buổi giải trí, cho các chương trình giải trí. Và phân ngành phát quà thì họ sẽ lo về phần phát quà cho những vị khách mà tham gia chương trình Thanksgiving Feast của chúng con. Tiếp theo đó là thực phẩm. Thì phân ngành thực phẩm, các bạn sẽ lo về thức ăn, các thức ăn liên quan tới gà tây, rồi thức ăn về Thanksgiving Feast cho các vị khách của chúng con. Và vận chuyển thì bên vận chuyển chúng con sẽ lo về, nếu mà các shelter của chúng con cần vận chuyển khách tới thì chúng con sẽ có thể liên hệ bus vận chuyển khách tới. Lo nhiều thứ quá ha. Cũng khá là nhiều. Dù là những cái công đoạn chuẩn bị rất là cực, và cũng như có những cái khó khăn mà anh Sơn cũng vừa chia sẻ là về vật giá leo thang, hay là về có rất là nhiều bạn volunteer vẫn còn ngại về cái việc Covid hồi trước đây, và cũng như là từ Covid cho nên là có rất là nhiều chỗ mà những người kém may mắn họ hay tập trung thì bị đóng cửa, cho nên là có rất là nhiều khó khăn đối với ban chấp hành. Nhưng mà sau những cái khó khăn đó, trong cái ngày event khi mà chúng con tới và chúng con thấy được những cái sự niềm vui cũng như là
là những cái sự no ấm và đầy đủ của các vị khách, thì chúng con cảm thấy được là mình có thể bỏ qua một cái ngày Black Friday, thay như mình đi shopping, thì mình có thể đến để mình phụ giúp và mình giúp đỡ những cái người kém may mắn hơn mình, để họ cũng có một cái trải nghiệm là một cái buổi lễ đầm ấm. Thì bản thân con và các bạn mà chấp hành cũng cảm thấy là những cái gì mình đang làm rất là đúng, và cũng như là những cái gì mà mình đang làm nó có giá trị cho cuộc sống của mình hơn. Đối với các bạn sinh viên thì con sẽ hy vọng các bạn tham gia chương trình chúng con, và để tất cả chúng ta có thể giúp đỡ những người kém may mắn có được một mùa lễ tạ ơn thật là ý nghĩa hơn. Chúng con cũng muốn cảm ơn các cá nhân, các ban ngành, đoàn thể đã đang và sẽ giúp đỡ chúng con từ cách này hoặc là cách khác. Chúng con cũng mong quý vị khán thính giả có thể luôn cầu nguyện và ủng hộ cho chúng con để cho hội sinh viên Công giáo càng ngày càng vững mạnh hơn. Cô Phượng cũng như là Việt Face TV lúc nào cũng ủng hộ những chương trình như thế này, và chúc cho ngày 24 Tây tháng 11 Friday vào lúc 12 giờ trưa của hội sinh viên Công giáo tổ chức ở nhà thờ St. Anselm Episcopal Church được thành công mỹ mãn. Và kính thưa quý khán thính giả, nếu có bất cứ sự đóng góp nào ủng hộ tinh thần cho các em thì cũng liên lạc với các em. Bích Phượng xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả và xin hẹn sơ tới. Nhằm chia sẻ niềm tri ân của những người Việt Nam hải ngoại đang được cứu mang trên đất nước Hoa Kỳ và tạo điều kiện cho giới trẻ trong quận Gan tiếp tục tham gia các chương trình thiện nguyện, xây dựng cộng đồng và xã hội trong yêu thương, đoàn kết và sẻ chia, Hội sinh viên Công giáo Việt Nam sẽ tổ chức đại tiệc tạ ơn dành cho những người kém may mắn vào lúc 12 giờ trưa ngày thứ sáu, 24 tháng 11 năm 2023 tại nhà thờ St. Anselm, địa chỉ 13091 Galway Street, Garden Grove, California 92841. Đại đa số các vị khách mời là những người kém may mắn sống rải rác khắp nơi trong địa phận quận Gan. Họ sẽ được thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn với món gà tây truyền thống và một thực đơn cực kỳ phong phú và đa dạng. Họ được tiếp đãi nồng hậu bằng những chương trình văn nghệ đặc sắc do các thành viên trong hội và một số hội đoàn giới trẻ trong quận Cam trình diễn. Họ còn được trao tặng những món quà quan trọng và cần thiết trong đời sống hàng ngày. Do đó, Hội sinh viên Công giáo Việt Nam xin kính mời các bạn trẻ cùng tham gia với chúng tôi trong chương trình thiện nguyện ý nghĩa này. Đồng thời, hội cũng xin kêu gọi sự ủng hộ tài chính từ các nhà hảo tâm gần xa. Mọi chi tiết xin liên lạc Tường Phạm 714-710-0721 hoặc Hân Phan 714-949-9892. Xin chân thành tri ân.